Quý vị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Alai TV. Quý vị đã thực hiện được bao nhiêu bình hoa theo hướng dẫn của cô Phan Thị Ngọc Mai rồi? Chắc chắn là rất là nhiều rồi đúng không thưa quý vị? Và ngày hôm nay thì cô Ngọc Mai sẽ trở lại với chương trình hướng dẫn quý vị cùng thực hiện một bình hoa được kết hợp giữa nến, hoa và trái cây. Xin chào cô Mai. Chào quý thầy cô, chào quý vị, chào Tâm Anh. Hôm nay ta có một tác phẩm mà kết hợp giữa hoa, giữa nến và trái. Tâm Anh ơi, hôm nay ta có thể là để trang trí ở nơi phòng khách hoặc là ta làm quà tặng. Vâng, chắc chắn đây là một món quà rất là ý nghĩa đó cô Mai. Và Tâm Anh thấy vật liệu nè, ta có hoa hồng, một ít tùng thơm, một ít tùng nho. Và cũng như thường lệ khi mà thực hiện một bình hoa kết hợp với trái cây, đặc biệt là một chùm nho như thế này, thì cô Ngọc Mai đã chuẩn bị sẵn một thanh tre được quấn bằng sáp để khi mà chúng ta đặt chùm nho lên giỏ trái cây thì sẽ vững và dễ dàng hơn. Đúng vậy. Và mình nhớ là nho thật là tươi, để cái cuốn còn sạch thì lúc đó ta quấn cũng dễ và khi trang trí lên và sẽ đỡ được lâu. Nếu như trái mà không tươi thì khi kết hợp lên với hoa, lúc đó khi di chuyển bình hoa đi đâu thì trái có thể rơi rụng thì cũng bị mất đi hai cái đẹp của bình hoa. Và ta có nến, Tâm Anh thấy ta có được cái quà tặng để kết hợp lên với hoa tươi, ta đặt nến trên đế xốp. Và ở đây thì Tâm Anh thấy rằng là con Ngọc Mai có chuẩn bị sẵn băng keo hai mặt. Tâm Anh đoán rằng là cái này để cố định phần nến đúng không cô Mai? Đúng vậy. Tâm Anh ơi, khi di chuyển bình hoa này đi đâu thì ta sẽ cố định để làm sao nến được đứng vững trên bình hoa này bằng cách ta cho keo hai mặt ở dưới đế để giữ vững cái nến với hoa nha. Đó, Tâm Anh thấy là nó được giữ chắc như thế này. Rồi, bây giờ ta sẽ cho cái phần lá tạo dáng xung quanh của nến nè, xung quanh của miệng bình, nó theo xung quanh đế xốp, ta có được cái lá tùng thơm, tùng hoa non. Khi mà làm cái quà tặng thì mình rất là thích để những cái lá này ra mặt ha. Vì lá tùng mạ non không những đẹp mà còn có một cái mùi hương rất là dễ chịu nữa. Gửi đến ai đó một món quà vừa đẹp, vừa đặc sắc mà lại có cái mùi hương dễ chịu, thư giãn. Đó là cái cách mà thấy là món quà được yêu thích và làm cho người ta sẽ nhớ quà. Đó, ta có những cái đoạn đưa vào xung quanh theo cái đế nến cùng với những cái tùng thơm. Có thể là ta cho thêm những cái nét bưu chồn hoặc là những cái nét tùng nho hoặc là những cái nét sơn tùng đó. Những cái nét lá thanh mảnh đẹp ta điểm vào để những cái quà tặng của mình có được cái sự lung linh như nhẹ nhàng. Nếu như giỏ hoa mà to thì lúc đó cái phần mà mình tạo dáng cũng sẽ tương xứng phù hợp theo. Còn giỏ hoa nhỏ thì Tâm Anh thấy những cái nét nó cũng nhỏ nhỏ để làm sao mà hoa lá rồi cái phần mà quà tặng phù hợp với vật chứa. Ở đây vật chứa của mình chính là cái hộp khay may này. Và đây cái hộp quà này của mình chất liệu là bằng cái lục bình. Lá ta đưa vào trên đế xốp, viền theo xung quanh của nến, vừa viền ta được giữ lại cái đế nến này, và ta thấy là làm cho không thấy rõ cái đế nến, nhìn thấy cái phần nến thôi sẽ đẹp. Rồi nếu như những cái nước lá mà còn dư mình sẽ che cái phần đế phía sau nha Tâm Anh. Đẹp phía trước và kính phía sau, đó là cái việc của người cắm hoa.
Đây, ta sẽ cho một ít những cái phần hoa để được trang trí đi cùng với món quà này. Nào, cái phần hoa, nếu như mà ta biết được người nhận hoa thích hoa gì, thích màu gì thì ta nên chọn để theo ý thích của người ấy. Ở đây thì ta đang thấy con ngọc mai kết hợp giữa một trụ nến màu kem và hoa hồng, nên là hồng kem cũng rất là hài hòa, không ạ? Rất là hài hòa và rất là dễ thương. Đó, ta thấy là cái sắc hoa nó đang được nhiễm như thế này, và sau đó ta điểm vào để có một cái nhấn, có được cái gọi là điểm sáng cho tác phẩm. Và trong lúc cô Ngọc Mai tiếp tục cắm hoa thì Tâm Anh sẽ tận dụng lại những lá tùng nho vụn này để Tâm Anh che đế. Cô Ngọc Mai luôn hướng dẫn cho tất cả mọi người là khi mà cắm hoa thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ phí bất cứ một thứ gì. Nếu như mà quý vị có thể sử dụng che đế bằng các loại lá mình mua với chi phí thấp hơn, tuy nhiên là khi mà chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu vừa đủ thì những lá tùng nho vụn như thế này chúng ta có thể tận dụng để che đế của mình thì bình hoa sẽ càng đẹp hơn. À, đúng vậy ha, ta cắm hoa ta làm đẹp, tô điểm thêm trong sự sống của mình, nhưng ta không bao giờ phung phí. Tâm Anh ơi, trong cái việc cắm hoa của mình, ta vừa thư giãn tới hoa, ta vừa làm đẹp, ta vừa gửi tặng đến những người thân của mình, nhưng ta không được phung phí. Cái việc ta cắm hoa, ta làm đẹp, tô điểm thêm cho cuộc sống, nhưng tận dụng hết tất cả những giá trị của hoa và lá. Và bây giờ ta sẽ cho nho vào nha. Có thể là ngoài cái nho ra, ta có thể cho những cái loại trái khác. Mỗi loại trái, mỗi loại hoa đều có một giá trị riêng, đều có cái nét đẹp riêng. Và tùy theo sở thích của mỗi người, cũng như là quý vị có thể thực hiện điểm hoa là một món quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Quý vị thân mến, bình hoa của chúng ta rất là đẹp đúng không nào? Quý vị có thể thực hiện một bình hoa đẹp như thế này để dành tặng cho những người thân yêu của mình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cũng như là chúng ta để trang trí trong ngôi nhà của mình, trong phòng khách, nơi làm việc. Và cô Ngọc Mai thân mến, để chuẩn bị một món quà rất là ý nghĩa như thế này mà lại do chính tay của mình làm thì chắc chắn là người nhận sẽ rất là hạnh phúc. Đúng vậy, Tâm Anh ha. Và thương chúc quý vị khán giả sẽ thực hiện được những bình hoa và sẽ gửi gắm tất cả những tình cảm của mình vào đó đến người thân của mình, và luôn có những bình hoa, những sáng tạo luôn luôn tô điểm cho các cuộc sống của chúng ta. Và chắc chắn là mỗi món quà do chính tay mình làm thì giá trị lớn nhất đó là tấm lòng của tất cả mọi người. Cảm ơn cô Ngọc Mai, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.